Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. À, 12 giờ khuya này đúng là những cái thời khắc tu tập rất đặc biệt quý vị. Không ngờ chúng ta lại khám phá ra được cái thời gian đặc biệt này. Mà suốt mười mấy năm tu tập chúng ta mới để ý ra được. Và chính cái thời này là cái thời tu mà nó phát ra cái bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà. Tự nhiên mình sanh cái tâm từ bi thương xót chúng sanh. Lúc mình niệm Phật mình tu quý vị, tự nhiên mình thấy bao nhiêu chúng sanh khổ đau và không tiếp nhận được Phật pháp. Lúc đó tự nhiên mình phát một cái tâm từ bi, nương vào cái bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà để niệm danh hiệu Ngài, để nguyện cầu cái bổ nguyện của Ngài gia trì cho tất cả chúng sanh được tiếp nhận cái pháp môn niệm Phật, là cái pháp môn cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh trong thời mạt pháp. Và chính cái giờ tu tập này cũng là cái giờ mà thật sự đại sám hối đối với tất cả quán thân trái chủ trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Nhân Đức đã từng nói một câu nói rằng dù bao nhiêu lời xin lỗi, dù làm những hình thức có đẹp mắt người đời cỡ nào, bao nhiêu hình thức vẫn không bằng niệm Phật lễ Phật. Vì khi quý vị niệm Phật lễ Phật có quang minh phổ chiếu, và khi quý vị niệm Phật lễ Phật sanh ra tâm từ bi, và cái tâm từ bi của chúng ta nó cảm hóa cùng đối với tất cả chúng sanh còn sống thuận nghịch và tất cả những chúng sanh đã chết chưa siêu từ đời này hay nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Chỉ có bổ nguyện từ bi của Đức Phật A Di Đà mới có thể cảm hóa được cái tâm mà báo thù rửa hận, mà chuyển hóa được thành cái tâm khoan dung và tha thứ. Chỉ có câu Phật hiệu. Thật sự chính quý vị thấy rõ ràng, chính chúng ta niệm Phật đã sanh ra một cái tâm khoan dung và tha thứ. Đây là rõ ràng luôn. Dù là một con người sân hận cực điểm, một con người giận dai lâu dài, nhưng mà chỉ có câu Phật hiệu này mới giúp cho chúng ta tỉnh ngộ. Nên khi mà quý vị mà cảm nhận được chỗ này nghe, cái tâm từ bi, cái tâm cảm ơn của quý vị thật sự mà nó đối với cái người mà hướng dẫn giúp đỡ mình tu tập lớn không tưởng tượng được. Không bao giờ mình có một cái gì mà gọi là mình không vừa lòng không vừa ý. Tại vì sao? Vì nếu như chúng ta không gặp pháp môn niệm Phật, không có những người dẫn dắt chúng ta, thì chúng ta vẫn là làm đường lạc lối. Giống như người không thấy đường mà cứ đi tiếp nói, cứ đi hoài, cứ càng đi thì càng đi lạc lối xa. Vì phải nhớ kỹ, tất cả chúng ta sẽ bị trở ngại khi cận tử nghiệp vãng sanh ngay chỗ là dính mắc và hận thù. Hồi sáng thì có nói câu nói không? Khi mình dính mắc ái nhiễm thì quan gia mình biết mình ái nhiễm chỗ này. Khi mình hận thù thì quan gia trái chủ biết mình hận thù chỗ này. Thấy không? Hai điểm này là hai điểm mà nhiều đời nhiều kiếp chúng ta niệm Phật mà ở lại cõi ta bà này. Nên chúng ta cùng phiên nhau khuyên những hành giả niệm Phật, sống trong cuộc đời này phải có tình thương, nhưng phải biết đó là vô thường. Và sống trong cuộc đời này nhất định có buồn giận, nhưng cũng biết đó là vô thường. Hiểu được những nguyên lý này rồi sẽ gây dựng tín nguyện niệm Phật cực kỳ kiên cố. Quý vị biết rằng là cái quay lực của Đức Phật A Di Đà mà gia trì là ngay chỗ quý vị phải tu làm sao cảm với bổ nguyện của Phật. Chứ không phải nói cái chuyện mà tự nhiên cái chúng ta lơ 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 là bổ nguyện gia trì. Tại vì
chưa đủ cảm thông. Cái tâm cảm nhận chân thật đối với bộ nguyện để câu thông cùng với tần số Đức Phật A Di Đà. Không đơn giản đâu quý vị. Nên tại sao quý vị có những lúc quý vị tu gần một người nói quý vị thấy có một cái oai lực tu vô cùng. Và cái thời gian tu cũng như vậy, mà có khi quý vị tu quý vị thấy nó rất mau. Và có những khi quý vị tu quý vị thấy rất lâu. Lại từ ngay chỗ nào? Thí dụ như quý vị tu với một người có tâm lượng lớn, có oai lực tu, và bản thân họ sanh ra một cái tâm tu rất là nhiệt liệt hết mình, thì gần người đó quý vị tu tức khắc quý vị được cộng lực. Mà khi cộng lực tu như vậy thì cảm với nguyện lực. Mà cảm với nguyện lực rồi thì tự nhiên quý vị thấy an lạc tâm vô cùng. Cái này rất là quan trọng. Thí dụ như bây giờ bản thân những đức nếu mà không siêng tu, không chịu tu thì làm sao kéo quý vị? Thí dụ như lúc trước những đức lại 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, nếu những đức không quyết tâm sao kéo cái số lượng mấy chục ngàn con người? Những đức là đầu kéo đó quý vị. Nếu những đức mà không quyết tâm thì không thể nào kéo mấy chục ngàn con người để mà lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong số lượng mấy chục ngàn con người đó, họ không dám tin họ lại được 3.000 lại luôn đó. Trong khi nhiều nơi đó 500 lại người ta lại suốt mấy ngày. Nhưng mà mình lại 3 ngày 3.000 lại. Việc này là việc con người có nghĩa là không dám tin mình làm được. Nhưng tại sao làm được? Vì chúng ta quyết tâm. Mà cái quyết tâm này từ đâu? Từ cái đầu kéo. Từ cái đầu kéo họ quyết tâm. Họ có như thế nào cũng quyết tâm. Đó là một cái động lực cho quý vị tự nhiên phát tâm. Họ quyết tâm quý vị phát tâm. Bây giờ thầy quyết tâm con phát tâm. Không lẽ thầy lại lễ như vậy con bỏ cuộc sao? Từ nơi cái tâm đó nó cảm hóa lại như nhau quý vị. Nó câu thông tần số. Nên quý vị lễ được 3.000 lại trong lòng quý vị không ngờ. Trở thành một cái lịch sử luôn. Lễ 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Dù ai có nói gì thì sau này cũng ít bao giờ có được pháp hội này. Dù ai có nói gì thì sau này cũng khó thế nào có được cái pháp hội lễ Vía Di Đà. Dù ai có nói gì thì sau này cũng khó có được cái lễ Phật đản mà quý vị đã từng được dự và từng được coi qua. Đây là 100%. Và rõ ràng đây là có sự cảm ứng Đức Phật A Di Đà gia trì gia hộ. Một chương trình số lượng con người đông không tưởng tượng được, chen chân không lọt. Đông quá trời đông. Như vậy một chương trình đông như vậy mà khi xong chương trình là hoàn toàn việc gì cũng ổn định, không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, chuyện lộn xộn lưu bu. Đây là điều mà quý vị thấy công nhận thiệt. Phải nói rằng là tâm chân thành có cảm thông. Như vậy thì khi chúng ta niệm Phật tu tập mà cảm với bộ nguyện Đức Phật A Di Đà là ngay chỗ nào? Là ngay phát tâm quý vị à. Khi chúng ta niệm Phật lễ Phật trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta nghĩ mình đã nạo hại rất nhiều chúng sanh. Dù bây giờ một đứa trẻ nó sinh ra trong cuộc đời này, nó chưa có phải là tạo nghiệp gì, nhưng mình nói nó có cái nghiệp trước là vì sao? Nhiều đời nhiều kiếp. Giống như cái câu chuyện mà cái cô này mà đời trước cổ sát sanh hại vật, cổ làm đồ tể, cổ giết châu. Khi đời này cô sinh là một người con gái thì cô ngứa mà nó nói mà cô gã mà máu chảy tuôn 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 bằng đêm tự nhiên khiến cổ phải đi ra cái đống phân của hố phân của ăn. Kinh chưa? Có nghĩa là nghiệp quan gia thế chủ nó dẫn dắt cô như vậy. Nên quý vị thấy trong cuộc đời này có những con người mà quý vị thấy rằng họ điên cuồng, không còn lý trí gì nữa chứ. Đó gọi là bệnh nghiệp của quan gia. Mà bệnh quan gia là phải làm gì mới quá giải được? Chỉ có niệm Phật lễ Phật, chỉ có thành tâm sám hối. Mà phương pháp sám hối hữu hiệu nhất là niệm Phật lễ Phật. Đây là phương pháp hữu hiệu nhất. Nên như Đức nói rằng khi miệng vì niệm có Phật hiệu, thân vì lễ có lễ danh hiệu Phật, thì tức khắc đó là thành tâm sám hối chúng sanh rồi đó. Quý vị biết, quý vị để ý, có những lúc quý vị niệm Phật lễ Phật thân tâm rất nặng nề. Có mà. Có những lúc cái thân này quý vị lễ, có những lúc nhẹ vô cùng. Nhưng có những lúc quý vị lễ đứng lên không nổi. Vì sao? Vì trong thân quý vị có quán thân trái chủ. Trong thân có quán thân trái chủ. Như vậy thì muốn chuyển hóa quán thân trái chủ thì làm sao? Phát tâm từ bi và thương xót, thương yêu và tha thứ. Nên những đức nói rằng hàng ngày dùng cái hạnh Quán Âm Bồ Tát để áp dụng trong cuộc sống, và dùng cái nguyện Đức Phật A Di Đà để độ chúng sanh. Nếu như hàng ngày quý vị dùng cái nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm để sống trong cuộc sống này, làm gì có quán thù? Vì hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi thương yêu và tha thứ. Nếu đem cái hạnh nguyện Quán Âm Bồ Tát áp dụng trong cuộc sống thì quán thân trái chủ đều quá giải hết.
Khi chúng ta niệm Phật lễ Phật cũng phát một cái tâm từ bi như vậy, thì thương xót và giúp chúng sanh từ đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, để cảm ứng với bổ nguyện Đức Phật A Di Đà, thì tức khắc thân tâm nhẹ nhàng, tu tập tự nhiên thấy an lạc vô cùng. Nên những đức nói, quý vị phải nhớ kỹ, trong kinh Đức Phật dạy câu này rất quan trọng: thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Thân người cực kỳ khó được. Khi Đức Phật còn tại thế, nắm một nắm đất, Ngài buông xuống, Ngài hỏi đệ tử của Ngài: đất ta buông xuống nhiều hay đất còn dính trong đầu móng tay chúng ta nhiều, của ta nhiều? Thì đệ tử nói rằng đất Ngài buông xuống nhiều, đất đầu móng tay còn dính rất ít. Ngài nói rằng chúng sanh được thân người và mất thân người cũng như đất mà ta buông xuống. Còn chúng sanh mà có lại thân người thì giống như đất mà dính trong đầu móng tay của ta. Mà quý vị biết Đức Phật là một bậc đại giác ngộ, Ngài đâu có để móng tay bảy bạ mà để dính đất. Vì cái việc mà đất mà dính trong đầu móng tay của Ngài cực kỳ ít, còn đất mà buông xuống thì cực kỳ nhiều. Nên thân người cực kỳ khó được. Hôm nay đã được thân người mà gặp ngay pháp môn niệm Phật này mà không nỗ lực tu tập, có khi chính mình được ở trong ngôi nhà Tam Bảo mà để thời gian trôi qua, rồi cuối cùng phát ra một cái tâm để cho qua ngày đoạn tháng. Quý vị biết rằng 15 năm của những đức được đi tu cực kỳ xứng đáng. Nếu không có cái việc nỗ lực phát tâm thì làm gì có cái đạo tràng trên không trung bây giờ cho quý vị tu tập. Nếu không có sự nỗ lực phát tâm làm việc hơn người, vì chúng sanh hơn người, giúp chúng sanh hơn người, niệm niệm vì người, thì làm gì quý vị có cái đạo tràng trên không trung này khi những đức ra khỏi chùa? Quý vị ngồi suy nghĩ đi. Quý vị tại sao quý vị vẫn còn quý mến những đức, trong khi dù bao nhiêu tai tiếng, người ta có nói gì những đức, người ta có chê bai những đức, quý vị vẫn đi theo, quý vị vẫn giữ được cái tâm quý trọng đi theo và tu tập cùng với những đức? Vì quý vị thấy những đức chịu tu, và quý vị nhìn nhận được lúc những đức giúp đỡ lo lắng cho quý vị, thì bằng cả tấm lòng, dù có người này ít học, nói chuyện không được khéo léo như người khác, nhưng họ có một tấm lòng mà nhiều người khéo léo đó lại không có. Con người thì ai cũng có cái sai, nhưng mà chấp nhận sai để đứng lên mới là cái quan trọng. Có những người sai nhưng mà không dám đối diện với việc sai, đây mới là đáng sợ. Nên những đức nói làm sai chưa đáng sợ, đáng sợ nhất là bạn không nhiệt tình quay đầu. Dù trong cuộc đời bạn có té bao nhiêu lần, nhưng bạn vẫn còn hơi thở là bạn vẫn còn đứng lên, là bạn vẫn có cơ hội. Bạn đừng bao giờ gục ngã, vì thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Nên những đức mong rằng tất cả các anh em huynh đệ của những đức, giờ này một số ông, mấy ông ngồi ông tu, đừng để thời gian trôi qua uổng phí. Đừng để thời gian trôi qua uổng phí. Phải làm sao cảm giác được cái việc niệm Phật. Như kỷ tổ sư nói một câu rằng: bạn có làm bao nhiêu việc thiện, bạn có nói bao nhiêu việc thiện, bạn vẫn không bằng niệm Phật lễ Phật để cầu sanh cực lạc. Vì tất cả những việc thiện này bạn có thể xài hết. Người ta khen bạn thì bạn vui, người ta chê bạn, bạn buồn. Bạn xài trong những cái phạm vi phước duyên này. Tất cả những việc làm những đức đã trải nghiệm qua hết. Phật A Di Đà đã nhìn ra mình là con người thật sự có tâm huyết. Con người này ít học không hiểu nhiều, nhưng con người này hoàn toàn dùng cái tâm để cắm vào bổ nguyện Đức Phật A Di Đà. Con sai, con có nhiều điều sai, nhưng con đem cái tâm đó con cắm vào bổ nguyện Đức Phật A Di Đà. Tại vì bổ nguyện Đức Phật A Di Đà cứu độ chúng sanh mười phương khắp pháp giới, mà cái pháp môn tịnh độ này là độ những chúng sanh tạo tội nghiệp cho chúng ta nè. Nên mới nói rằng nếu như thờ mạt pháp này mà không có pháp môn tịnh độ này, thì tất cả chúng sanh chúng ta trôi lăn trong lục đạo, không có ngày, không có cơ hội được giải thoát. Nếu không có pháp môn tịnh độ này, nếu không có ai đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu cho quý vị bằng một cái tấm lòng chân thật, và đem một cái pháp tu cho quý vị tu được, quý vị làm sao có cơ hội? Dù là quý vị gặp pháp môn tịnh độ mà quý vị có cách tu không? Mỗi ngày quý vị có được dụng công tu không? Hay là lâu lâu quý vị chạy lại một nơi nào đó một chút, rồi bị chạy về, cũng là nói là đạo tràng tịnh độ, nhưng mà bạn có tu hay không? Bạn có dụng công tu hay không? Dù là lúc trước những đức cũng hướng dẫn quý vị tu, nhưng tại gia đình quý vị tu được bao nhiêu? Tại gia đình tu được bao nhiêu? Và những đức cũng giảng hai bài giảng, một câu ai Phật niệm đến cùng quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, nhưng quý vị
cảm nhận được để niệm Phật được bao nhiêu người. Từ nơi cái tâm quý vị có tâm quyết nên những đức mới bước ra ngoài làm cư sĩ. Và hôm nay những đức tu chung với quý vị, những con người có tâm quyết này, từng gia đình, từng gia đình, từng gia đình, bao nhiêu gia đình này tâm quyết để muốn niệm Phật sanh cực lạc. Quý vị có tâm quyết, đó gọi là cảm ứng. Bây giờ nên hết sức là trân quý, hết sức là trân quý cái giờ này tu tập mà những đức nó niệm nó có Phật hiệu giống răng người. Để biết rằng người sống được nhờ, người mắc được lợi. Bao nhiêu chúng sanh vô hình khổ đau nhờ cái tần số niệm Phật giờ này lan tỏa ra như là một bầu quang minh rực rỡ, bao trùm những chúng sanh khổ đau đó. Thì biết rằng con người ăn một miếng cơm no bụng là vì thân tứ đại, mượn tứ đại, giai mượn tứ đại để sống. Nhưng cái cảnh giới vô hình thì cái việc ăn uống này không còn quan trọng đối với họ nữa. Vì họ là phần vô hình, họ không thể nào tiếp nhận của hữu hình. Nên phần vô hình chỉ nhờ quang minh phổ chiếu bổ nguyện Di Đà tiếp nhận họ. Nên khi chúng ta phát lên câu Phật hiệu này, nhiều con người như vậy thì tần số niệm Phật cũng như là rực sáng cả một bầu trời, bao trùm tất cả những chúng sanh vô hình khổ đau. Họ hưởng được cái từ trường này, họ cảm ơn quý vị. Khi hưởng được cái từ trường này, họ phát tâm cảm ơn và tha thứ khoan dung và buông cái tâm hận thù. Quý vị phải công nhận rằng khi quý vị vui gọi là giống như quang minh phổ chiếu. Quý vị vui, khi vui là giống như sự an lạc, sự sát, sáng suốt và trí tuệ phát sinh, thì lúc đó quý vị mới tha thứ. Khi quý vị buồn thì bao nhiêu sự hận thù quay lại, đúng không? Khi quý vị vui thì tất cả những chuyện buồn giận hận thù đều buông xuống được. Nên khi vui mới buông xuống hận thù. Nhớ kỹ nghe, khi vui mới buông xuống hận thù. Còn khi mà buồn bực bội thì tập trung tất cả hận thù quy về một chỗ. Nhớ kỹ, tất cả hận thù đều quy về một chỗ. Nên câu Phật hiệu này niệm cho mình sáng suốt, cho mình có niềm vui. Khi mình có niềm vui, có sự an lạc rồi, giống như câu Phật hiệu phát lên mà quang minh phổ chiếu ngay chỗ đó vậy. Bao nhiêu có người đang niệm Phật này lợi ích biết bao nhiêu mà nói. Nên bổ nguyện Đức Phật A Di Đà nguyện thứ 18 quý vị coi, nghe lên một cái là chúng sanh nào cũng được lợi ích hết. Chúng sanh mười phương là tất cả chúng sanh. Cái số 10 là tặng hư không khắp pháp giới. Chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tín ưa niệm danh hiệu ta là A Di Đà Phật. Đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ một niệm đến 10 niệm, ta là Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh đó về thế giới cực lạc. Ngoại trừ những người tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, chúng ta nói gọn là ngoại trừ những người không niệm Phật, phải tiếp nói cái câu chí tâm tín ưa, trừ những con người không niệm Phật. Còn dù người này có lỡ tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, nhưng quay đầu niệm Phật vẫn được độ. Vua Sa Thế tạo tội ngũ nghịch, chân thật thành tâm sám hối. Cái sám hối chân thật của ông giảng sanh thượng phẩm chung sanh là ngay chỗ nào? Sám hối vậy. Nhớ có những con người trong cuộc đời này có khi giống như họ chưa từng tạo nghiệp gì luôn mà họ tu giống như bị đì máy luôn đấy. Còn có những con người, một là gì, không tạo nghiệp vượt trội lên luôn, đây là đại thiện căn. Còn hai là con người tạo tội nghiệp nhất định phải đọa tam đồ ác đạo, bạn phải vượt lên chính mình. Hai loại người này là thành tựu cực kỳ thù thắng luôn. Một loại người là tạo tội nghiệp, bạn nhất định phải đọa địa ngục, bạn lui lại là rớt xuống địa ngục liền. Bạn chắc chắn phải đưa một bộ nguyện Đức Phật A Di Đà và thành tâm sám hối, chân thật nhiệt tình tu tập, chắc chắn người này giáng sanh. Còn loại người không bao giờ tạo tội nghiệp gì mà biết được cuộc đời này vô thường, khổ đau trùng trùng, nên khoát tâm bồ đề, quyết chí tu hành về thế giới cực lạc. Còn cái loại người chướng giữa là loại người đáng sợ nhất. Đó là gì? Tu cho qua ngày đoạn tháng, sống cho qua ngày đoạn tháng, mang một cái thân người để khi chết đi đọa lạc. Đây là đáng sợ nè. Không bao giờ tiến tu nữa. Họ không bao giờ tiến tu nữa. Và lâu ngày ở trong đạo trở thành một con người tính toán so đo và tin chấp về danh lợi. Nên như Đức nói câu nói rằng con người sống trong cuộc đời này, nghe quý vị, nếu như quý vị nặng chỗ nào thì phát triển chỗ đó. Nặng chỗ nào phát triển chỗ đó. Nặng về nghĩa tình thì phát triển nghĩa tình.
Nặng về danh lợi thì phát triển danh lợi. Nên người xưa mà người ta trọng nghĩa khinh tài, mà người ta được cái đạo nghĩa anh em huynh đệ hướng đến người ta. Còn nếu như mình trọng về tài vật thì tức khắc con người mình tiêu điều liền. Quý vị nhớ, cái nơi nào niệm Phật là công đức phước duyên lớn dữ lắm. Nếu cái nơi đó niệm Phật mà thiếu thốn là từ cái tâm con người nơi đó, không phải niệm Phật. Cái câu Phật hiệu này khi niệm là phát cái tâm thiện quý vị, phát cái tâm rộng lớn, nên nó là tâm lượng lớn, phước báo lớn. Mà quý vị ở nơi đó niệm Phật mà cái nơi thiếu thốn là do tâm quý vị ở nơi đó mà ra. Cái người là đứng đầu, tâm lượng nhỏ quá nó không phát được phước duyên. Nếu như quý vị niệm Phật mà phát tâm lượng rộng lớn, 100% quý vị từ dư tới dư, dư vàng luôn nữa, thì ăn hoài cũng không hết, chứ đừng nói chiều thiếu. Quý vị nhớ kỹ câu này nghe, có phước báo cho chúng sanh dùng đi, đừng sợ hết. Quý vị biết rằng cái phước duyên của Đức Phật A Di Đà, chúng ta lấy cái sự thành tựu của Ngài làm nhân tu cho mình mà làm gì thiếu. Nếu như quý vị tin vào nhân quả thì quý vị niệm Phật phát tâm rộng lớn, quý vị niệm niệm gì người đi, quý vị lo cho người ta đầy đủ, quý vị sẽ không bao giờ thiếu. Quý vị đi đến đâu thì cũng đầy đủ, ở chỗ nào cũng đầy đủ. Người ta ở nơi đó không có gì, quý vị đi đến nơi đó đầy đủ. Lạ như vậy, vì tâm lượng lớn. Còn nếu như bạn niệm Phật mà mỗi ngày bạn lo trước lo sau, cái gì bạn cũng không dám cho người ta ăn, cho người ta ăn sợ hết, thì tiêu à, bạn tiêu điều thiệt rồi đó, thật sự luôn đó. Nên quý vị tin 100% đi, nơi nào niệm Phật là nơi đó không bao giờ thiếu thốn. Hoàn cảnh nơi đó càng ngày càng tốt, nhưng đòi hỏi bạn niệm Phật như thế nào, phát ra cái tâm rộng lớn hay là bạn niệm giết rồi cái tâm bạn còn chút xíu. Nghe không? Gia đình của bạn niệm Phật mà tâm lượng lớn, đối với anh chị em, đối với cha mẹ thì rộng rãi, thì 100% quý vị càng tu càng phước báo lớn. Quý vị cứ rộng rãi với người ta đi, quý vị đừng có nói là cho người ta. Hiểu sai rồi, quý vị không có cho người ta đâu. Nếu một con người mà trong mạng không có phước báo gì, quý vị có cho họ bỏ vô miệng họ cũng rớt ra nữa. Nên quý vị nói là mình cho người ta ăn, nhưng thật sự là phước trong mạng người ta nhận, mà mình lại có cái tâm vì người ta, nên phước báo mình cực kỳ lớn. Bạn không tin chỗ này sao? Nhưng Đức nói rằng trong chùa bao nhiêu bà già niệm Phật như vậy, cái công đức phước duyên bà lớn cỡ nào chưa? Nếu bạn cho bà ăn đầy đủ, lo lắng cho bà hết mình, bạn dường hết tiền sẽ có người đem tiền đến. Tại vì sao? Nơi của bạn là nơi chạm tiếp dẫn người về Tây Phương Cực Lạc, thì làm sao thiếu? Còn nếu như bạn làm gì đó mà bạn sợ, vì bạn chưa tin vào bổn nguyện Đức Phật A Di Đà, bạn chưa tin vào bổn nguyện Đức Phật A Di Đà. Nhưng Đức gặp mấy anh em, như Đức nói một câu rằng, mấy ông còn có mấy trăm triệu trong túi, mấy ông cho mấy bà cụ ăn hết trong dịp Tết đi, thử coi hết không? Không bao giờ hết. Mấy ông vừa cho ăn xong mấy trăm triệu, nó có thêm hơn mấy trăm triệu đó vô túi mấy ông để tiếp tục lo cho mấy bà già. Còn nếu mấy ông giữ gìn hoài mà cho mấy bà ăn keo kiệt thì mấy ông không bao giờ ra nổi đâu. Tôi đã từng làm việc này, tôi kinh nghiệm quá mà. Tại vì mình làm việc cho Phật A Di Đà, sau lưng mình có một ông chủ cực kỳ đặc biệt là A Di Đà Phật, đại gia thứ thật. Thật sự Phật A Di Đà là đại gia thứ thật đó quý vị. Nó có nghĩa là đại gia này là nó nghĩa là dùng tiền cho chúng sanh thì thôi thoải mái luôn. Tại vì sao? Quý vị coi Đại Lão và Thượng Tinh Không thì giảng rõ ràng, có phước cho người ta hưởng đi thì phước báo bằng càng ngày càng lớn. Bạn càng rộng rãi chừng nào thì duyên của bạn càng sâu chừng đấy. Mà duyên bạn sâu với chúng sanh thì phước bạn càng lớn chừng này. Duyên phước, duyên là con người đến với mình, nên người ta quý trọng mình, phước mình sanh đó. Nhớ kỹ, tu tập làm sao mà tâm lượng càng ngày càng lớn. Đừng có sợ. Những Đức nói với các anh em trong chùa nuôi các cụ già, nhiệt tình đi, hết lòng nhiệt tình hết mình đi, cứ lo cho các cụ ăn uống đầy đủ, chưa chắc đời này bà giáng sanh đâu. Có ép bà cũng giáng sanh nữa. Mình thương bà hoan hỷ, bà vui vẻ, mình còn tiện bề giáng sanh. Khi mình giáng sanh thì mình coi cái bà ở chỗ nào, mình lỡ mình giúp bà nữa. Nó Phật Bồ Tát độ sanh vô lượng kiếp, phàm phu muốn độ một đời, bà muốn độ một đời thì thôi bạn tiêu điều rồi. Người nào mà khuôn người để muốn cho người giáng sanh thì người ta có khi còn hận thù bạn, còn bạn thì héo hon, héo queo. Đừng có nói chuyện dẫn chờ. Bạn không hiểu, bạn nói cái pháp môn tịnh độ này, bạn khuôn người ta, bạn ép người ta là người ta giáng sanh, không có cửa đó đâu.
Người đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên mới tin pháp này. Người đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên đời này mới sanh cực lạc. Người tín nguyện kiên cố là đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên đó quý vị. Quý vị nói bị ép người ta dùng cách này cách kia cho ta giảng sanh nè. Không hiểu rồi. Không hiểu rồi. Thật sự không hiểu. Làm gì có cái chuyện kẻ phàm phu của chúng ta mà giúp cho người ta sanh cực lạc. Chúng ta chỉ là người giúp cho người ta tăng thượng duyên, lập ra một chỗ vị trí cho người ta được tu hành. Và mỗi ngày chúng ta cùng tu với họ là giúp nhau tăng thượng duyên. Chứ làm gì có cái chuyện người phàm phu mà đưa người ta về thế giới cực lạc. Mình về cực lạc còn chua này không chi đưa người ta về cực lạc. Mình hàng ngày còn không có cái cực lạc của nội tâm. Tu giết mà mình héo. Giết rồi keo mà giảng sanh. Héo với keo mà giảng sanh. Không có chuyện đó đâu. Thế giới cực lạc là tươi tắn, vui vẻ, an lạc, khoan dung và tha thứ. Thế giới cực lạc là con người rộng rãi. Nó mới là thượng thiện hội tụ một nơi. Bạn tu giết mà bạn keo còn hơn kẹo keo nữa. Làm gì có chuyện giảng sanh. Cái tâm bạn gì mà giảng sanh. Giảng sanh chưa được về Tây Ninh. Chỉ nói Tây Phương. Hiểu không? Nó nên có mấy anh em ngồi ở đây nè, chú Tâm đồ này nhiệt tình thương yêu lo các cụ đi. Có tiền chút định mua đồ ăn cho mấy bà già ăn, bà thèm cái gì mua cho bà uống. Có nhiều người nói cho bà uống nước ngọt đồ á, bệnh lắm. Bà thích bệnh mà. Tôi lo cho người tôi kinh nghiệm quá mà. Không cho họ ăn thì họ thèm. Họ thích bệnh mà, cứ cho họ ăn đi. Ăn hay không ăn gì nó cũng bệnh. Cái thằng tứ đại này ai không bệnh. Đúng không? Có khi nó vui nó còn giải bệnh. Tại vì nó thèm mà nó không được ăn, nó tức, nó sanh bệnh, đó là bị gì? Bệnh độc, nó độc đó là từ đâu? Từ tâm. Thí dụ như bây giờ bà thèm cà phê quá trời thèm, cho bà uống cái này. Ngon gì đâu, cà phê ngon quá. Thì bà uống vô một cái, bây giờ vì nói cà phê nó có nó có quá chắc gì. Nhưng mà cái tâm vui của bà nó giải cái độc. Còn bà thèm mỗi ngày, trời ơi thèm cà phê quá, sao cho tôi uống. Thèm cà phê quá. Cái tâm đó, cái tâm độc tham đó, nó mới kinh đó. Nó sanh độc tham nó mới kinh khủng. Mà mình á, đối với bà, nhân duyên của mình nó xa với bà. Nguyên lý nuôi con người tôi đã trải qua, tôi dùng nhiều cách, tôi kinh nghiệm rồi. Nên tất cả các anh em hãy thương các con người già nhiệt tình đi. Thương bằng cả tấm lòng đi, rồi mấy anh em thấy phước duyên mấy anh em càng ngày càng lớn, càng lớn, càng lớn. Nơi nào mấy anh em ở là thịnh vượng liền. Vì thương con người. Không có cái phước duyên lớn nào bằng thương con người. Mà không chỉ là nuôi người niệm Phật. Hãy nuôi bằng cả tấm lòng, hãy giúp cho các cụ vui, hãy chọc cho các cụ cười. Mình nuôi người già thì nhìn mình như thằng 10 bắt chợn vậy đó. Thì tự nhiên mấy bà già bà vui. Tại vì sao? Lúc nào mình cũng làm con quý vị. Như chú Tâm nè, thương các cụ già nè, chọc các cụ cười đi, giúp các cụ cười đi, là các cụ bà sanh ra cái phước duyên. Và mấy bà giải độc của nội tâm. Nên nuôi giết rồi mặt sáng rực mấy bà già. Bà nào cũng mặt sáng rực. Nó vậy là ngon rồi đó, hiểu không? Ở nhà nuôi cha mẹ cũng vậy, nuôi bằng cả tấm lòng. Cha mẹ thèm ăn cái gì, có tiền mua cho cha mẹ ăn đi. Đừng có đợi mai mốt chết rồi dọn như bàn thờ một đống đồ ăn. Bà ăn hay mình ăn? Hiểu chưa? Nó bà ăn hay mình ăn? Nên bây giờ còn sống thì lo cho cha mẹ ăn đi. Cha mẹ thèm mua cà phê, mua phê cho cha mẹ uống. Cha mẹ thích đồ, mua đồ cho cha mẹ bằng. Cha mẹ thích dép, mua dép cho cha mẹ mang. Gần Tết tới nè, kiếm tiền lì xì cho cha mẹ mình. Cái tâm quý vị như vậy, quý vị sẽ độ cha mẹ vì được. Độ cha mẹ được, nhiệt tình đi. Đó, khóa cái tâm rộng lớn lên. Người niệm Phật tâm lượng phải lớn, thấy không? Vì thì quý vị sẽ vui chứ làm sao. Sẽ an lạc chứ làm sao. Vì thấy sao lúc nào như thế cũng vui chứ nghỉ. Vì những đức đâu có nặng nề với cái chuyện buồn dặn hẳn trách. Làm được cái chỗ này thì nó vui chứ làm sao. Thấy không? Giờ này mà chia sẻ pháp hừng hực gì bị nói đơn giản lắm mà. Thì kêu ai giờ này chia sẻ pháp cho bị nghe. Ngủ. Ngủ thẳng cẳng chia sẻ Phật pháp. Cho vị biết. Bây giờ đừng có chê lớp 3 rồi chê dốt nát rồi chê hô. Hô mà giờ này ngồi đây. Hô mà ngồi đây. Có ai mà giờ này không hô mà ngồi đây không? Có ai không hô mà giờ này tu với vị không? À, bởi vì ta nói củi khô về dễ nấu mà thầy xấu dễ xài. Hiểu không? Giờ này hô mới ngồi đây nè. Thấy không? Thấy chưa? Hô giờ này mới ngồi đây nè, tịnh tạng, tinh ninh. Hiểu không?
Nên từ nơi đó mà tôi thử mắt chỗ nào tôi nhìn thấy ai rồi tôi kêu tên người đó. Nó Nguyễn Thủy rồi, thấy chưa? Nó cho con về với Phật A Di Đà. Hiểu thấy chưa? Nên từ nơi đó mà hô gì mà giờ này ngồi đây, lớp 3 giờ này ngồi đây. Hiểu không? Nó lúc mà xài được thì đem ra xài. Lúc mà không cần thì đạp qua một bên. Cuối cùng đi vòng vo tâm quát, cuối cùng quay lại muốn xài nữa cho xài nè. Thấy chưa? Lúc nào mình cũng là người như vậy đấy. Người ta thích thì người ta dùng, người ta không thích người ta lội qua một bên. Khi nào người ta thích thì người ta kêu lại mình đến nữa. Trong cuộc đời mình cứ như vậy đi, chắc chắn mình sẽ sanh cực lạc thôi. Nên chắc chắn mình sẽ sanh cực lạc quý vị. Lúc nào người ta không thích ta nói đạp vô mặt, hô búp vô mặt. Lùi, mai mốt kêu hô để biểu coi. Yeah, hô đây. Thấy chưa? Nó mình là người điều mặt xanh cực lạc quý vị. Không có thấy mình thiệt thòi quý vị ơi. Ủa giờ này mà ngồi nói chuyện kiểu này, mà ngồi một mình ngồi như bách trận, quý vị nghe bị mê. Bà nào bà nấy mở mắt cho cháu. Giỡn lắm à. Giờ này dễ nói chuyện mà làm cho mở mắt cho cháu lắm không quý vị. Chè cơ giờ này mà nói chuyện không vô với bà ngủ, mà đi vô một ngủ mất tiêu. Chứ ngồi đây làm chi? Những đức nó bảo đã 100% hương linh giờ này cũng đang cười sùm xung quanh quý vị. Tại vì con người bị vui thì hương linh vui chứ làm sao? Chứ quý vị mà ngủ gục là hương linh ngủ gục sạch nhất. Nó có nghĩa là hương linh nói qua đại lão qua từ tình không rằng họ mà nghe pháp họ ngủ là tôi ngủ, thấy chưa? Còn họ cười là tôi cười, như vậy là hương linh xung quanh bị cười đang rầm rầm. Râm rộ xung quanh nhà vì hương linh đang vỗ tay sùm luôn, đang nhóm hội mà quý vị giết rồi. Những đức nói cái giờ 12 giờ khuya này nó tổng kết chư hương linh ở tặng hư không có pháp giới về nhà mình đây. Bởi vì lúc quý vị tu quý vị thấy mát mẻ vô cùng, vì sao phải không thổi với mình quý vị? Mọi người cảm ơn, thổi thổi cái thôi cũng mát. Nãy những đức tu mình rợn rợn đừng đừng rợn người quý vị. Gió mà thổi đâu mà cái mạng quơ 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 lận. Nó chắc dữ lắm hay sao đây. Thấy không? Nó nên tất cả chúng sanh nghe, chỉ cần nương vào bổn nguyện Đức Phật thì được cứu. Buông cái tâm hận thù thì được cứu. Vô lượng kiếp hận thù bây giờ nghe gì buông xuống là được cứu. Còn nếu không buông cái tâm hận thù thì trôi dòng trong lục đạo khổ đau hoài, không bao giờ được cứu. Nên bây giờ buồn dặn ai, người sống buông xuống, người chết cũng buông luôn. Nương vào bổn nguyện Đức Phật A Di Đà đi, chắc chắn sẽ được sanh về thế giới cực lạc, lìa khổ được vui. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nghe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Giờ này mà có những cháu nhỏ tu nữa rất là ngoan nghe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.